gái Thái Nguyên chất như nước cất. Sao hả em? Bạn à? Cô bé rất xinh như lái xe các bạn nhé. Ai bảo phụ nữ không biết lái xe? Lúc vào đất đi. Ai bảo gái xinh không biết lái xe ben? Hai tí anh cũng cho. Tôi giỏi không? Nếu thấy giỏi thì hãy cho tôi một like nhé, một chia sẻ nhé các bạn nhé. Con gái như thế này mới là con gái các bạn.
này phúc tổ bảy mươi đời các bạn nhá. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like nhá, một share nhá, nhớ đăng ký kênh để xem những cái clip hấp dẫn các bạn nhé. Đấy, hot girl chạy xe chở hàng các bạn ạ. Ủa, các bạn đoán được em này sinh năm bao nhiêu? Trở về tận đâu hả em? Về ngay sông Công á, lại ngược ra sông Công à? Về sông Công á, qua cầu cứng à? Không ạ, em ở ngoài chỗ đường tròn á. Ngoài đường tròn chỗ khu Đầm Thụy đấy á? Không, đường tròn. À, đường tròn mới đấy gì? Chỗ ngân hàng nông nghiệp đấy gì? Cho anh hỏi con nhà ai mà em giỏi thế? Con nhà Việt Long á. Con nhà Việt Long à? Ừ. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like nhé. Xin cảm ơn. Cô bé quá là giỏi các bạn ạ. Mình thấy ngưỡng mộ cô bé. Ai có ông bố mà có cô con gái này hạnh phúc thật đấy. Tôi ước được cô con gái như thế này.